Thưa quý vị, năm học 2022-2023, chương trình giáo dục phổ thông 2018 sẽ tiếp tục được triển khai ở các khối lớp 3, lớp 7 và lớp 10. Với quyết tâm bảo đảm chất lượng, giúp học sinh yên tâm và làm quen với những thay đổi chương trình giáo dục phổ thông, ngành giáo dục thành phố đang tích cực chuẩn bị các điều kiện đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ cho năm học mới. Mùa hè này, ngành giáo dục thành phố đã và đang nỗ lực để chuẩn bị chu đáo các điều kiện cho năm học mới như xây dựng, sửa chữa, đầu tư cơ sở vật chất, bổ sung thiết bị đồ dùng dạy học, mua sắm sách giáo khoa. Hiện nay, các trường trên địa bàn thành phố rà soát lại cơ sở vật chất để chuẩn bị sẵn sàng cho công tác đón học sinh trở lại trường, nhất là bậc tiểu học, gấp rút hoàn thiện các điều kiện phục vụ bán trú. Nhiều trường học được bổ sung thêm các phòng chức năng để đáp ứng yêu cầu dạy và học chương trình giáo dục phổ thông 2018. Cái dãy phòng học mới khi được đưa vào sử dụng thì chúng tôi sẽ có thêm những cái phòng bộ môn như là ngoại ngữ, tin học dành cho các em học sinh. Và đây là một điều rất là đáng mong đợi cho cái năm học đến để có thể là hỗ trợ tốt hơn nữa cho cái chương trình 2018 tại nhà trường. Để đảm bảo đội ngũ giáo viên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, các nhà trường thực hiện rà soát ưu tiên lựa chọn những giáo viên có chuyên môn giỏi, kỹ năng tốt, ứng dụng thành thạo công nghệ thông tin, tiếp thu và áp dụng tốt các phương pháp dạy học mới để đảm nhiệm giảng dạy các lớp 3, lớp 7. Ngay từ đầu hè, giáo viên đã được tham gia các hoạt động tập huấn chuyên môn. Đội ngũ giáo viên của chúng tôi được tập huấn qua các cái đợt bồi dưỡng chương trình giáo dục phổ thông của sở và bộ cũng như là phòng giáo dục tổ chức. Và đội ngũ của chúng tôi thì có cái lợi thế là hôm nay các cô trẻ và các cô xen lẫn các cô có kinh nghiệm, do vậy là chúng tôi luôn sẵn sàng để triển khai cái chương trình giáo dục phổ thông mới 2018. Đối với bậc trung học phổ thông, đây là năm đầu tiên triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở khối lớp 10. Các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố đã tổ chức tư vấn, hướng dẫn, giải thích cho phụ huynh, học sinh nắm được tổng quan chương trình giáo dục phổ thông 2018 để học sinh, phụ huynh tính toán, cân nhắc, lựa chọn, tổ hợp môn phù hợp. Nhà trường hết sức là chủ động, ngay từ đầu đã xây dựng kế hoạch trước và sau đó đã tiến hành họp toàn thể phụ huynh, học sinh cũng như các học sinh của lớp 10 năm học 2022-2023. Khi phụ huynh đến thì ban đầu thì người ta cũng rất là lúng túng và lo lắng bởi vì không biết là năm này sẽ như thế nào. Nhưng mà khi được nhà trường triển khai kế hoạch, triển khai các cái phương án tổ chức dạy học thì phụ huynh cũng đã thấy rất là yên tâm. Những thành quả của việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông mới những năm học trước là nền tảng quan trọng để năm học 2022-2023 ngành tiếp tục triển khai chương trình theo lộ trình. Bên cạnh những mặt thuận lợi, hiện nay ngành giáo dục thành phố vẫn đang đối mặt với một số khó khăn như thiếu giáo viên, nhất là giáo viên cho các môn học nghệ thuật ở bậc trung học phổ thông. Nhiều trường vẫn còn thiếu phòng học chức năng, một số trường học chưa đảm bảo phòng học để tổ chức dạy học 2 buổi một ngày bậc tiểu học. Sĩ số học sinh trên lớp cao, đặc biệt ở những khu vực đông dân cư, ảnh hưởng đến chất lượng triển khai chương trình.